Chào tất cả anh em đã đến với kênh của mình nhé. Rất vui lại gặp lại anh em trong video clip của mình. Theo như đã hứa thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết con máy Hitachi Z75 US đời 2008. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nhé. Nói chung là hôm nay trời nó không được đẹp lắm anh em ạ, nên là quay nó hình ảnh nó cũng không được sắc nét lắm đâu. Đây, con này thì mua về được một tháng rồi anh em nhé, cũng đi làm rồi. Đây ạ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ phần test máy, thì không cần phải test nữa anh em ạ, vì là chủ đã đi test các kiểu về rồi. Đây, nói chung guốc này, guốc nguyên bản từ bên nước ngoài về luôn. Đây ạ, như xem như con máy này thì rất là ít đúng không ạ, nếu mà như bên nước ngoài ấy. Đây nhá, bánh dẫn hướng trước đấy, bởi vì nếu mà con nào đi nhiều nó sẽ bị dài hết. Nó sẽ bị dài hết cái phần dẫn hướng này ra rồi. Bánh vẫn là ok nhá. Bánh sau thì về Việt Nam chưa đổi luôn. Đây. Bánh sau thì về Việt Nam chưa đổi, vẫn là nguyên bản nhá. Thì lúc nó sạch sẽ là nhìn vẫn còn nguyên sơn của nhà sản xuất luôn nhá anh em nhá. Đây ạ. Đây là mình sẽ quay về phần gầm. Bây giờ mình sẽ quay về phần cabin. Đây. Đấy, tiếng mở cửa anh em thấy không? Tuy rằng nó không phải là mới hẳn nhưng mà tiếng mở cửa nghe là rất là kích thích anh em nhá. Đấy. Mình sẽ đóng cửa cho anh em xem, nghe xem. Đóng cửa nhẹ như xe con luôn anh em ạ. Đây ạ, cabin của nó đấy ạ. Mình là không lái con này anh em nhé. Con này là có một anh nữa lái rồi. Anh này thì trước là cũng đi học ít tuổi hơn mình nhưng mà anh em nhà nên là gọi bằng anh. Thì là anh này trước cũng đi học máy xúc với mình. Thì anh ấy lái con này luôn. Nói chung ai lái cũng thế thôi. Mình quen lái con 75R kia thì mình lái con kia. Anh ấy cho em mượn cái chìa khóa. Đây, loa đài, điều hòa, cửa gió điều hòa. Nói chung nó cũng khác rất nhiều dòng QR mà em đã quay cho mọi người xem ấy. Cái đồng hồ này nó có tác dụng gì không? Anh làm mấy hôm có thấy nó có tác dụng gì không? Nó có báo sau ấy, nó có cảnh báo ấy. À, nó chỉ là cái cảnh báo, cái đèn bật ở cái đấy, bật ở chỗ đấy nó sẽ là cảnh báo cái đèn này luôn anh em ạ. Đấy, cái đèn này, cái quay màu vàng vàng. Nói chung là hôm nay mình sẽ không nổ máy. Làm thì nói chung không cần phải test rồi, test đi test về nhiều rồi. Đây là ga rồi. VE này là mình bật E đi ạ. Nút E này là ga nhá, vẫn là ga. Nhiều con QR thì nó chỉ là dùng nút bấm. Đây. Bật lên P thì ga rất là mạnh nhá. Mình mà bật E thì mình làm ga thì là nó bình thường hơn. Còn nếu mà mình bật lên P ấy, cái mức ga cao nhất ấy. Mức ga cao nhất thì nó sẽ là nói chung gần máy lắm anh em ạ. Đèn tưới đây ạ. Đèn nhá, bật đèn này. Tưới nước gạt mưa này. Cái nút AL off này, cái nút này là anh bật chưa? Chưa bật làm gì đâu phải không? Cái này là cái ga tự động ấy. À, ga tự động à. Ở con UR không có anh em nhé. Này bây giờ mình sẽ sao hôm nay này lấy nét khó đấy, những cái điện thoại này lấy nét dễ lắm mà.
Con này lấy về được 1 tháng rồi, bây giờ hộ đợt nọ có làm hơn 4.000 giờ rồi, bây giờ là nó là 5.144 giờ này. Làm cả buổi nhá. Đóng nắp thì nhiệt độ nó chỉ lên một nửa thôi. Display select này là lựa chọn màn hình đúng không anh? Con này thì nói chung từ lúc mua về mình hôm nay lần đầu tiên mình trèo lên cabin. Set này thì mình cũng chưa tìm hiểu qua. Rồi cái này thì là sao? Nó không báo đầy đủ như mọi các con ở đây. Nếu mà nó nháy đỏ đây thì là gió. Dầu. Sấy. Rồi cái nút đỏ đỏ báo đỏ này. Là nó báo gì? Áp suất động cơ, áp suất dầu động cơ. Đấy, nói chung là bảng táp đồ nó không có gì đặc biệt lắm đâu. Đây là cửa gió điều hòa anh em ạ. Gạt mưa các kiểu thôi. Chung có cái ghế ngồi rất là êm. Dòng bé này mà đừng cái ghế ngồi không mỏi rồi. Anh mở động cơ cho em ấy. Loa thì đầu tư thêm. Phần này mình không mở đâu nhá. Phần này thì nói chung là nó có trong này nó sẽ có cái bầu gió ở đây, anh em nhìn thấy không ạ? Rồi ắc quy. Cái xô này là xô mỡ rồi, cái này là bình nước. Bình nước để mình tưới kính ấy. Tưới kính còn tưới được không anh? À tuột dây nhỉ. Đấy trong này thì có cái két mát điều hòa, két nước rồi các kiểu nó nằm trong này thôi. Đấy, động cơ này anh em thấy không? Làm được 1 tháng rồi, giờ nó chỉ là gọi là bị hơi bị ám màu của đất một tí anh em nhé. Đây là bình nước phụ của két nước. Đây két nước trong này. Động cơ này sạch bóng luôn, không gì dầu gì kia luôn nhé. Nói chung mình đã từng lái qua và chủ mình đã từng dùng cái dòng WR kia, dòng này thì rất là ổn định anh em nhé. Không có gì phải suy nghĩ, khỏe. Dầu thì nó ăn sẽ nhiều hơn dòng của bên cô rồi. Nhưng mà nó được cái làm ổn định hơn nhá. Thanh này là chế thêm để khóa thôi. Đây ạ, lọc đi ạ. Nguyên bản. Lọc nguyên bản luôn. Đấy. Lọc này cũng nguyên bản luôn nhá anh em nhá. Đấy. Rất là mới đúng không ạ? 2008 làm rất ít, hơn 4.000 giờ anh đóng rồi. Đóng rồi anh mở bơm bên ngăn kéo cho em. Đây. Nói chung là tio nó vẫn còn bọc bạc luôn. Hôm nay là mình quay ở cái chỗ rất là hẹp quá anh em, mình không để quay toàn cảnh được ấy. Với lại hôm nay trời nó cũng không được đẹp lắm, không được nắng đẹp. Hôm nào trời nắng đẹp thì nó là đẹp hơn. Đây màu này nó em quay trên điện thoại nó không được là chuẩn ở đây này. Đây nếu mà màu chuẩn là màu này này. Nó sáng màu hơn đấy. Đây màu này cũng thế. Thoại mình quay cũng không được chuẩn mấy. Màu ở ngoài nó trông đẹp hơn, bóng hơn nhá. À bơm đây mở được đúng không? À bơm anh khóa chưa? Xem ngăn kéo trước nhỉ. Đây, lái máy rất đẹp trai. Cũng có chơi TikTok cái gì à? Ngọc Hiệp à? Tên anh Ngọc Hiệp à? TikToker sắp nổi. À trước kia có một mình có quay lên là mình chưa trả lời bạn ấy là bảo là cái này nó có sẵn theo máy này, thì cái này cái cài bơm mỡ này nó có sẵn theo luôn nhá. Ở cái bơm mỡ này ở nước ngoài luôn anh. Bơm nó cài theo máy luôn á. Ôi được cái bơm mỡ này là hôm đi mua được cái bơm mỡ luôn, nước ngoài về luôn. Chắc mua máy nó khuyến mại cái bơm mỡ anh em ạ. Đấy nha. Nói chung những cái đầu này nó chỉ đỏ gọi là bong bong cái sơn này ra thôi này anh em. Chắc thì nóng quá mà. Đấy nha. Khô luôn nha anh em nhá. Nói chung không có chuyện rất dầu ở đâu nhá. Tio nguyên bản 100% chưa ép lại cái nào. Ở nước ngoài nếu mà người ta có ép thì chắc là chắc chẳng bao giờ ép đâu. Đấy.
thủy lực này ok luôn. Nói chung hôm nay trắng chán đấy nhỉ, hôm nay trời nó ấy quay cũng không được sắc nét cho lắm anh em ạ. Rồi rất là đẹp rồi. Anh quay anh mở bơm. Đấy bơm cũng phải suy nghĩ luôn anh em ạ. 208 tìm được con máy như thế này. Con này mua là cả đến về nhà chắc phải tầm vào 608 đấy anh em ạ, từ Hà Nội về đến Chiêm Hóa Tuyên Quang nhá. Đây này. Về chỉ biết đi làm thôi chứ còn với lại chế thêm vài cái khóa, móc khóa này mình chế thêm thôi. Bơm thì đẹp rồi. Cho tăng sáng lên tí để cho anh em xem đây ạ. Quá luôn không em. Nếu mà anh em nào tầm tiền đấy mà đi tìm được những con máy này có bằng lấy tiền thì chưa chắc đã tìm được con máy nó đẹp nhá. Hôm nay là mình có quay chi tiết. YouTube thôi chứ chưa bơ được. À quên mất. Đây còn phần quay toa. Quay toa thì chắc là vừa rồi nhồi nhiều mỡ quá. Đây gầm ghiếc đây anh em nhìn thấy không? Máy thì không cần phải test nha anh em nhá. Đấy như mình đã nói trong video là con máy này thì giá nó rơi khoảng 680 triệu là về đến nhà nha anh em nhá. Nói chung là tính nó tật riêng con máy thì nó rơi vào riêng con máy thì nó là 650 rồi. Rồi ok anh em, cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip của mình. Mọi thắc mắc thì anh em có thể để lại dưới comment cho mình nhé, comment cho mình để mình có thể trả lời hết anh em. Anh em cần mình quay về những cái chi tiết nào ấy thì anh em chỉ cần comment lại thì mình sẽ quay những cái chi tiết đấy thành rõ lại cho anh em nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip. Anh em nào yêu quý mình anh em có thể cho mình bấm đăng ký kênh cho mình và ấn chuông nhé để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả anh em.